Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phòng Today. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với hệ thống kênh Ngô Phòng. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cộng hòa Thượng viện chặn dự luật bảo vệ quyền truy cập biện pháp tránh thai. Khúc xương cuối cùng được quản trà cho Maga. Cộng hòa Hạ viện gửi kiến nghị truy tố Hunter và James Biden với tội danh khai mang trước Quốc hội Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga và phản ứng mới nhất của Putin. Chiến dịch truyền thông của Israel nhắm tới các nhà lập pháp da đen ở Hoa Kỳ. Ti cảnh sát thành phố New York chuẩn bị thu hồi giấy phép mang súng của Trump. Tòa phúc thẩm Georgia tạm dừng vô thời hạn vụ recall của biện lý Fannie Willis. Đầu tư năng lượng mặt trời của Kushner đối mặt với Trump 2.0. Và nhiều tin khác nữa, Kính thưa quý vị, hai năm trước, vào tháng này, Thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas đã công khai lên án phán quyết trong vụ Criswell kiện Connecticut. Vụ án năm 1965 đã bãi bỏ luật tiểu bang cấm các cặp vợ chồng tiếp cận biện pháp tránh thai và kêu gọi xem xét lại. Thẩm phán cực hữu Thomas không đơn độc trong quan điểm. Cùng thời điểm đó, nhiều thượng nghị sĩ và ứng viên Cộng hòa cũng đồng tin bác bỏ tiền lệ Criswell. Viện ông Thomas và nhiều chính trị gia Cộng hòa kêu gọi xem xét lại vụ kiện Creswell, kiện Connecticut, dường như là một bước lùi đối với tiến bộ xã hội. Phán quyết của vụ Creswell vào năm 1965 đã đánh dấu một bước tiến lớn trong quyền cá nhân, đặc biệt là quyền tiếp cận biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng. Thế nhưng, những người phản đối hiện đại muốn quay lại thời kỳ luật lệ hà hạ khắc, hạn chế quyền riêng tư và tự do cá nhân là một xu hướng nguy hiểm trong việc quay lại các giá trị lạc hậu, bất chấp sự tiến bộ đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua. Ngay sau đó, đảng Dân Chủ đã giới thiệu đạo luật quyền tránh thai. Ý tưởng này khá đơn giản. Đạo luật sẽ quy định quyền của người Mỹ trong việc có được và sử dụng các biện pháp tránh thai trong luật liên bang. Đạo luật này đã được Hạ viện thông qua vào tháng 7 năm 2022, bất chấp 195 thành viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chống chỉ 8 thành viên GOP ủng hộ dự luật, mặc dù một số trong số họ đã rời quốc hội. Đạo luận sau đó chuyển lên Thượng viện, nhưng không thể vượt qua trước sự phản đối từ phía Cộng hòa. Năm nay, đảng Dân Chủ lại thử lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Vào chiều qua, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chặn dự luật bảo vệ quyền truy cập biện pháp tránh thai không được thông qua. Với kết quả bỏ phiếu thất bại 51-39, khi các thượng nghị sĩ rời Washington đi nghỉ cuối tuần, nhiều người trong số họ đến Normandy, nước Pháp để kỷ niệm 80 năm ngày D-Day. Chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng hòa, Susan Collins và Lisa Murkowski, bỏ phiếu cùng phe dân chủ nhưng không đủ để đạt ngưỡng 60 phiếu theo thủ tục filibuster. Cộng hòa cho rằng dự luật không cần thiết vì việc sử dụng biện pháp tránh thai đã được bảo vệ theo tiền lệ của Tối cao Pháp viện. Lưu ý, trưởng đa số thường viện Chuck Schumer, người ủng hộ dự luật, đã chuyển phiếu bầu của ông sang không vì lý do thủ tục, cho phép ông có cơ hội đưa dự luật ra bỏ phiếu lại vào cuối năm này. Một trong những phàn năng phổ biến từ các thượng nghị sĩ Cộng hòa trước cuộc bỏ phiếu là đảng Dân Chủ chỉ đơn giản là gây sợ hãi, coi dự luật như một mánh khóe trong năm bầu cử. Theo Cộng hòa lập luận, vì việc tiếp cận các biện pháp tránh thai không gặp nguy hiểm nên đạo luật về quyền tránh thai là hoàn toàn không cần thiết về mặt thực tế trong nhiều tháng qua cộng hòa đã cố gắng thuyết phục công chúng rằng họ ủng hộ việc bảo vệ quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai cho phụ nữ nhưng cuộc bỏ phiếu hôm qua lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác trong khi thế giới đang hướng tới sự bình đẳng và tự do cá nhân việc các nhà lập pháp đẩy lùi những quyền cơ bản như quyền tiếp cận biện pháp tránh thai là một bước thụt lùi nó làm suy yếu quyền của người phụ nữ và còn thể hiện một tư duy bảo thủ thiếu linh hoạt trong việc thích nghi với những thay đổi của xã hội hiện đại chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta muốn tiến về phía trước với những giá trị mới phù hợp với thời đại hay quay lại quá khứ với những hạn chế và bất công đã đến lúc cử tri phải bảo vệ và củng cố những quyền đã đạt được, chứ không phải quay lại những ngày tháng tối tầm của sự kiểm soát và hạn chế quyền tự do cá nhân. Trong khi đó, với cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden gần như rơi vào bế tắc, Cộng hòa cánh hữu tại Hạ viện đã thông báo vào thứ Tư rằng họ đã gửi yêu cầu truy tố hình sự tới Bộ Tư pháp, kiến nghị truy tố Hunter và James Biden với tội danh khai mang trước Quốc hội các kiến nghị này được đưa ra bởi chủ tịch của các ủy ban hạ viện về tài chính, tư pháp và giám sát và trách nhiệm giải trình. những người đã dẫn đầu cuộc điều tra luận tội nhưng chưa tìm ra bất kỳ sai phạm nào của tổng thống. theo thông cáo báo chí từ ba ông chủ tịch, họ cáo buộc con trai và em trai của tổng thống đương nhiệm đã khai mang trước quốc hội về các khía cạnh chính của cuộc điều tra luận tội tổng thống Biden. Ngoài ra, mặc dù ba ủy ban này chưa chứng minh được tổng thống hưởng lợi từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình hay nhận hối lộ để thay đổi chính sách của Mỹ, nhưng các chủ tịch nói bóng gió rằng những lời khai mang của gia đình Biden nhằm làm chệch hướng cuộc điều tra luận tội có thể xảy ra. Những lời khai mang này liên quan đến sự hiểu biết và vai trò của Biden trong các kế hoạch tận dụng ảnh hưởng của gia đình và dường như là nỗ lực có tính toán để bảo vệ Joe Biden khỏi cuộc điều tra luận tội. Thông cáo chung của ba ủy ban nêu rõ. Thậm chí, chủ tình ủy ban giám sát James Comer đi xa hơn theo y hệt lối chụp mũ với tuyên bố cuộc điều tra của chúng tôi đã tiết lộ rằng tổng thống biden đã biết rõ tham gia và hưởng lợi từ việc gia đình ông kiếm tiền từ tên tuổi biden trên khắp thế giới james comer tiếp tục mặc dù có nhiều bằng chứng như vậy tổng thống biden vẫn tiếp tục nói dối người dân mỹ về sự tham gia của ông trong các kế hoạch tận dụng ảnh hưởng này có vẻ như việc khai báo sai sự thật đã trở thành thói quen trong gia đình biden Chúng tôi đã bắt quả tang con trai và em trai của Tổng thống Biden khai màng trước quốc hội. Nó dường như là nỗ lực có tổ chức để che giấu sự tham gia của Joe Biden trong các kế hoạch của gia đình ông. Còn ông chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan tiếp lời và chụp mũ thêm rằng Hunter và James Biden đã nói dối để che đậy sự tham gia của Tổng thống Biden trong các kế hoạch tận dụng ảnh hưởng quốc tế của gia đình họ mà đã tạo ra hàng triệu đô la và khẳng định các đề nghị truy tố phản ánh hành vi phạm tội của gia đình Biden. Nếu tin ý và có lý trí thì có thể thấy rõ đây là một nỗ lực để tạo ra một ấn tượng xấu, hay chính xác hơn là nhằm bôi nhỏ mà không dựa trên cơ sở vững chắc cho các cáo buộc. Trong tuyên bố, các ông chủ tịch đã sử dụng cụm từ như dường như hay có vẻ như để suy đoán về gia đình Biden, do đó có thể bị coi là chụp mũ. Theo tóm tắt của các ủy ban về những lời khai màng được cho là của gia đình Biden, Hunter bị cáo buộc nói dối về việc giữ một vị trí tại công ty Rosemont Seneca Bowhai. Rosemont Seneca Bowhai đã làm ăn với các thực thể nước ngoài mà Cộng hòa MAGA cho rằng đã gặp Phó Tổng thống Joe Biden khi đó. Luật sư của Hunter trước đây đã nói rằng, dù con trai của Tổng thống là đồng sáng lập và CEO của công ty đầu tư Rosemont Seneca Advisors, Hunter không có bất kỳ quyền lợi nào trong một công ty khác có tên tương tự là Rosemont Seneca Bohei Điều này nhằm làm rõ rằng Hunter không liên quan đến hoặc không có lợi ích tài chính trong công ty Rosemont Seneca Bohei, ngay cả khi tên của hai công ty khá giống nhau Hunter cũng bị cáo buộc cung cấp một câu chuyện hoàn toàn hư cấu về những tin nhắn đe dọa mà ông gửi cho các đối tác kinh doanh Trung Quốc liên quan đến sự hiện diện của cha mình ám chỉ đến tin nhắn WhatsApp nổi tiếng năm 2017, được cho là viết, đăng ngồi đây với cha tôi. Nhưng Hunter đã nói với các nhà lập pháp rằng cha ông không có mặt lúc ông gửi tin nhắn, rằng ông gửi nhầm tin nhắn cho người khác vì lúc đó ông lên cân nghiện ma túy vào thời điểm đó đã ảnh hưởng đến hành vi của ông. Chứng nghiện không phải là cái cớ, nhưng tôi có thể nói với các vị điều này Tôi cảm thấy xấu hổ về tin nhắn này hơn bất kỳ tin nhắn nào khác mà tôi từng gửi, nếu thực sự tin nhắn đó là của tôi." Hunter nói trong phiên điều trần. "Thực tế là không có bất kỳ tin nhắn nào khác mà các vị có thể tìm thấy trong đó, tôi nói điều gì tương tự, và tôi đã không kiểm soát được bản thân." Trong khi đó, James Biden bị cáo buộc đã nói dối khi ông nói với quốc hội rằng tổng thống không gặp Tony Berbelski, một đối tác kinh doanh một thời của Hunter đề nghị truy tố nêu rõ lời khai của ông James mâu thuẫn không chỉ với Bobulinski mà còn với cả Hunter. Phản ứng lại, Abby Lowell, luật sư của Hunter, nói trong một tuyên bố, các đề nghị truy tố chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng của Cộng hòa để vặn vẹo lời khai của Hunter nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc điều tra luận tội thất bại của họ và can thiệp vào phiên tòa của Hunter. Còn luật sư của ông James, Paul Fishman, lặp lại quan điểm đó, gọi đây là một hành động đảng phái vô căn cứ, và nhấn mạnh thân chủ của ông luôn khẳng định rằng Joe Biden không bao giờ tham gia vào các giao dịch kinh doanh của em trai. Các đề nghị truy tố của Cộng hòa Hạ Viện được đưa ra một tuần sau khi tội phạm Donald J. Trump bị kết tội với 34 tội danh trọng tội tại New York. Kể từ đó, Cộng hòa cực hữu và những người ủng hộ MAGA đã thúc đẩy việc trả đũa đối với đảng Dân Chủ và gia đình Tổng thống Biden như một sự trả thù cho việc truy tố ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa. Trong bối cảnh Hunter hiện đang ngồi trong một phòng xử án ở Delaware đối mặt với các cáo buộc trọng tội liên bang về việc khai mang trên đơn xin mua súng. Những tín đồ MAGA ngày càng thất vọng về cuộc điều tra luận tội bị đình trệ chỉ trích ông Jordan và ông Comer vì không thực hiện được lời hứa và khởi xướng các cuộc điều tra quốc hội không đi đến đầu. Vì vậy, các đề nghị truy tố mà gần như chắc chắn sẽ không được Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Merrick Garland xem xét, cũng có thể được coi là một khúc xương cuối cùng được quẳng ra cho giới truyền thông MAGA khi nói đến việc luận tội. Ukraine đã sử dụng võ khí của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga trong những ngày gần đây, theo một thượng nghị sĩ Cộng Hòa và một quan chức phương Tây cho hay. Các vỏ khí này được sử dụng theo hướng dẫn gần đây của Tổng thống Biden, cho phép sử dụng vỏ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong Nga nhằm bảo vệ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds của bang South Dakota đã xác nhận các cuộc tấn công bằng võ khí Mỹ, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể quyết định của Tổng thống Biden cho phép sử dụng võ khí Mỹ để tấn công quân Nga, đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công, nhưng không thay đổi chính sách của Mỹ là không cho phép sử dụng hỏa tiễn tầm xa để tấn công bên trong Nga. Kharkiv chỉ cách biên giới Nga 20 km, tức khoảng 12 dặm, và đã bị Nga tấn công dữ dội. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby cho biết, ông không thể xác nhận việc Ukraine sử dụng võ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Nước Đức cũng tuyên bố ngay sau khi bản Ốc thay đổi chính sách rằng họ cũng cho phép Ukraine tấn công một số mục tiêu trên đất Nga bằng võ khí tầm xa mà họ đang cung cấp cho Kiev. Theo báo cáo ngày 3 tháng 6 từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-300 và 400 của Nga ở vùng Benkorod, có thể bằng hệ thống pháo HIMARS. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rouse cho biết, ông đồng ý với hướng dẫn mới của Tổng thống Biden cho phép sử dụng võ khí Mỹ để tấn công Nga trong những hoàn cảnh hạn chế, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn các cuộc tấn công gây hại thêm cho Ukraine phản ứng lại tổng thống Vladimir Putin hôm thứ tư hăm dọa rằng Nga có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho các quốc gia khác để tấn công các mục tiêu phương Tây nhằm đáp trả việc các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga. Putin cũng tái khẳng định lời đe dọa Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu thấy có mối đe dọa đến chủ quyền Nga. Ông cho rằng các hành động gần đây của phương Tây sẽ làm suy yếu an ninh quốc tế và có thể dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng. Ông đã trả lời các câu hỏi từ các nhà báo quốc tế, điều hiếm hoi kể từ khi Moscow đưa quân vào Ukraine. Putin tuyên bố, việc sử dụng một số võ khí do phương Tây cung cấp liên quan đến nhân viên quân sự của các quốc gia đó kiểm soát hỏa tiễn và chọn mục tiêu. Và do đó, Moscow có thể có những bước đi bất đối xứng ở các nơi khác trên thế giới. Nhưng phía Hoa Kỳ cho biết, ngũ giác đai không kiểm soát các hỏa tiễn cung cấp cho Ukraine hoặc các mục tiêu tấn công. Nếu họ cho rằng có thể cung cấp vỏ khí như vậy vào khu vực chiến đấu để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và tạo ra vấn đề cho chúng tôi, tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vỏ khí cùng loại cho một số khu vực trên thế giới nơi chúng có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở nhạy cảm của các quốc gia đã làm điều đó với Nga? Putin nói nhưng chúng ta nên biết rõ sự chính nghĩa ở đây. Các nước phương Tây cung cấp võ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước sự xâm lược của Nga, không phải để tấn công lãnh thổ Nga. Mục tiêu chính là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong bối cảnh Kharkiv chỉ cách biên giới Nga 20 km, tức khoảng 12 dặm, và đã bị Nga tấn công dữ dội. Ngược lại, việc Nga cung cấp vũ khí cho các quốc gia hoặc lực lượng khác để tấn công các mục tiêu phương Tây có thể được coi là hành động tấn công trực tiếp và khiêu khích, không phải là hành động tự vệ. Putin cũng cho biết, các điều kiện để sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Nga đã được nêu rõ trong học thuyết an ninh của Moscow và nhấn mạnh rằng nếu có ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, họ sẽ xem xét sử dụng mọi công cụ có sẵn. Putin cũng nói bóng gió, các võ kỹ hạt nhân chiến trường của Nga mạnh hơn nhiều so với những gì Mỹ đã sử dụng chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Trong cuộc trò chuyện hiếm hoi với giới truyền thông quốc tế kéo dài hơn 3 giờ, Putin cũng cho biết sẽ không có gì thay đổi trong mối quan hệ Nga-Mỹ, bất kể ông Joe Biden hay Donald Trump thắng cử tổng thống vào tháng 11. Nhưng Putin cũng nói về bản án hình sự của Trump cho rằng việc sử dụng hệ thống tòa án như một phần của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ tức là cho rằng việc trump có tội không hoàn toàn dựa trên cơ sở pháp lý và công bằng mà bị ảnh hưởng hoặc thao túng bởi những mục tiêu và lợi ích chính trị của đảng dân chủ với bình luận này cho chúng ta biết rõ thêm putin đứng về ai mặc dù câu trước đó quan hệ nga mỹ sẽ không thay đổi bất kể biden hay trump thắng cử về tổn thất quân sự của nga Putin cho rằng không quốc gia nào sẽ tiết lộ thông tin đó trong thời gian giao tranh, nhưng tuyên bố mà không cung cấp chi tiết. Thương vong của Ukraine gấp 5 lần của Nga. Putin cũng cho biết Ukraine hiện có hơn 1.300 binh sĩ Nga bị giam giữ, trong khi Nga đang giữ hơn 6.400 binh sĩ Ukraine. Những tuyên bố này không thể được xác minh độc lập và một số ước tính của phương Tây cho rằng tổn thất của Nga cao hơn nhiều so với Ukraine. Khi được hãng tin AP hỏi về trường hợp của phóng viên Ivan Gershkovic của tờ Wall Street Journal, Putin cho biết Hoa Kỳ đang thực hiện các bước đi mạnh mẽ để bảo đảm trả tự do cho nhà báo này. Ông Gershkovic đã bị bỏ tù hơn một năm trước trong một chuyến đi đưa tin và bị buộc tội làm gián điệp. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm Qatar Quốc gia đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi tù binh và các cuộc đàm phán khác giữa Nga và Ukraine. Ông Zelensky gặp gỡ quốc vương Qatar để thảo luận về cách chấm dứt chiến sự, bảo vệ dân thường và duy trì các kênh liên lạc mở để giải quyết khủng hoảng thông qua đối ngoại và giải pháp ngoại giao. Theo hãng tin New York Times, Bộ Các Vấn đề Người Do Thái của Israel đã triển khai một loạt các tài khoản bot trên các trang mạng xã hội để lan truyền thông tin tuyên truyền của Israel, thường nhắm mục tiêu vào các bài đăng của các nhà lập pháp gia đình ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo của The Times hôm thứ Tư, trích dẫn các tài liệu và quan chức Israel, Bộ này đã chi trả 2 triệu đô la cho công ty vận động chính trị Stoic để khởi động một chiến dịch như vậy Lưu ý, tài khoản bot là các tài khoản trên mạng xã hội được tạo ra và điều khiển bởi các chương trình phần mềm tự động, chứ không phải con người. Nôm na cũng từ người Việt hay dùng là tài khoản ảo. Công ty vận động chính trị Stoic đã tạo ra các trang tin tức giả mạo như Unfold Magazine và non Agenda với các bài viết được biết lại từ các ứng phẩm khác nhằm củng cố quan điểm của Israel về cuộc chiến ở Gaza fake reporter một trang web chuyên báo cáo các tài khoản ảo lan truyền tuyên truyền ban đầu đã xác định sự gia tăng của các tài khoản lan truyền câu chuyện từ các trang này cùng với các trang giả mạo khác quảng bá các câu chuyện phân biệt chủng tộc và hư cấu trên mạng X Instagram và Facebook vào tháng 4 Chiến dịch cũng nhắm mục tiêu chủ yếu vào các nhà lập pháp gia đình và các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ với các bài đăng lặp lại nội dung liên tục từ các tài khoản giả mạo quảng bá tuyên truyền của Israel. Tóm lại, việc làm này của Israel nhằm mục đích thao túng dư luận cũng như các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Sau khi Trump bị kết án với 34 tội danh trọng tội trong vụ xét xử can thiệp bầu cử Hôm qua, giới truyền thông đưa tin rằng ti cảnh sát thành phố New York, NYPD, chuẩn bị thu hồi giấy phép mang vỏ khí của ông. Trước đó, Trump đã có giấy phép mang vỏ khí tại New York trong hơn một thập niên, sở hữu ít nhất ba khẩu súng. Hai trong số ba khẩu súng đó đã được giao nộp cho nhà chức trách sau khi giấy phép của Trump bị đình chỉ vào năm 2023 nhưng một khẩu súng đã được chuyển đến Florida sau khi Trump chuyển nơi cư trú từ New York sang Florida. Với việc Trump hiện là một tội phạm đã bị kết án, ông sẽ phải đối mặt với nhiều hạn chế, bao gồm cả các cáo buộc liên bang có thể có liên quan đến việc trở thành một trọng tội sở hữu súng. Theo báo cáo, NYPD sẽ sớm mở cuộc điều tra về vấn đề này và có thể sẽ thu hồi giấy phép mang súng của Trump sau khi quyết định được đưa ra, Trump sẽ có cơ hội yêu cầu một phiên điều trần để phân xử tính hợp lý của quyết định, nhưng nỗ lực này có thể sẽ bất thành. Cũng vào ngày hôm qua, một ngày sau khi các luật sư Trump yêu cầu thẩm phán Mason dỡ bỏ lệnh bịt miệng mà ông đã áp đặt lên Trump, văn phòng bị lý quận Manhattan đã nộp một bức thư phản hồi lập luận rằng lệnh bịt miệng nên được duy trì. Bức thư nêu rõ mặc dù phiên tòa đã kết thúc và trump đã bị kết án nhu cầu duy trì lệnh cấm là vẫn cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn của tiến trình tố tụng thông qua việc tuyên án và giải quyết bất kỳ đơn kháng cáo nào sau phiên tòa cụ thể đơn kiến nghị cho biết các lợi ích này không hề suy giảm và tòa có nghĩa vụ bảo vệ tính toàn vẹn của tiến trình tố tụng đến cuối cùng và việc thực thi công lý một cách công bằng ít nhất là cho đến khi hoàn thành phiên tuyên án và giải quyết bất kỳ đơn kháng cáo nào sau phiên tòa. Bên công tố kiến nghị tòa áp dụng lịch trình đệ trình tương tự mà tòa đã thiết lập cho tất cả các đơn kháng cáo sau phiên tòa, với đơn của bị cáo phải nộp trước ngày 13 tháng 6 và phản hồi của bên công tố phải nộp trước ngày 27 tháng 6. Trong một diễn biến mới, Tòa phúc thẩm Georgia đã đình chỉ vô thời hạn vụ án âm mưu gian lận bầu cử chống lại Trump và các đồng bị cáo. Một chiến thắng lớn cho Trump khi ông đang tìm cách kéo dài các vấn đề pháp lý cho đến năm 2025. Lệnh mới được Tòa phúc thẩm Georgia đưa ra vào thứ tư cho thấy phiên tòa ở cấp bằng về vụ RICO Georgia sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tòa cho biết vụ án sẽ tạm dừng cho đến khi một hội đồng quyết định liệu biện lý quận Fulton Fanny Wallace có nên bị loại khỏi vụ án hay không. Tòa phúc thẩm dự kiến sẽ ra quyết định về vấn đề loại bà Wallace trước tháng 3 năm 2025, mặc dù cũng có thể sớm hơn. Một số nguồn tin gần gũi với vụ án đã nói với CNN rằng lịch trình này vẫn rất không chắc chắn ban đầu thẩm phán tòa án quận fulton scott McAfee, đã cho phép các thủ tục tại phòng xử của ông tiếp tục trong khi tòa phúc thẩm cân nhắc kháng cáo về quyết định cho phép biện lý wallace tiếp tục tham gia vụ án quyết định của tòa phúc thẩm nhấn mạnh chuỗi thành công của trump trong chiến lược trì hoãn của ông nhằm đặt các công tố viên vào thế phòng thủ tấn công họ trong công luận và thách thức họ tại tòa phán ngôn viên văn phòng bà Wallace cho hay họ không thể nhận xét về phán quyết của tòa phúc thẩm vào lúc này nếu muốn bà Wallace có quyền yêu cầu tòa phúc thẩm nhanh chóng ra phản quyết trong khi đó trong vụ tài liệu mật của Trump ở Florida thẩm phán liên bang Cannon đã cho thấy xu hướng dành nhiều thời gian tại tòa để giải quyết các yêu cầu của Trump nhằm chất vấn các nhà điều tra và quyền hạn của các công tố viên cũng vào ngày hôm qua, bà Ellen Cannon cho biết là bà vẫn sẵn sàng tổ chức một phiên điều trần nơi Trump có thể cố gắng buộc các nhà điều tra liên bang tuyên thệ để các luật sư của ông có thể thẩm vấn họ và cho biết bà sẽ dành một ngày rưỡi trong tháng này để nghe những tranh luận về tính hợp pháp của bên công tố. Tóm lại, giống như vụ Rico Georgia, vụ tài liệu ở Florida chưa có ngày xét xử cụ thể. Thưa quý thính giả, vào năm ngoái, khi các rắc rối pháp lý gia tăng, ông Donald Trump ngày càng công khai về ý định trả thù những kẻ thù mà ông cho là đã đối xử bất công với ông thông qua các vụ kiện hình sự có động cơ chính trị. Chẳng hạn, vào tháng 9 năm 2023, Trump đã bóng gió rằng ông sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc truy tố các đối thủ chính trị nếu ông có cơ hội phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Ngay sau đó, Trump tuyên bố rằng khi các công tố viên tiến hành các bước để buộc ông phải chịu trách nhiệm về những tội ác họ đã khơi mào mọi chuyện trước. Điều này xảy ra ngay sau khi Trump thề sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt thực sự để truy lùng Tổng thống Joe Biden và gia đình ông ấy. Như một báo cáo mới đây từ truyền thông, nhiều tháng sau đó, ông vẫn tiếp tục ấp ủ kế hoạch như vậy. Sau phán quyết có tội lịch sử vào tuần trước, Donald Trump đã cảnh báo các đối thủ chính trị vào thứ ba trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình bảo thủ Newsmax, Trump lại tỏ ý sẽ tìm cách truy tố đối thủ chính trị nếu tái đắc cử. Con đường họ đang đưa chúng ta đi thật khủng khiếp, khủng khiếp và rất có thể họ sẽ phải bị như vậy, Trump cho hay trong cuộc phỏng vấn. Và tiếp tục nói, chuyện đó thật kinh khủng. Đó là tiền lệ kinh khủng cho đất nước chúng ta. Điều đó có nghĩa là Tổng thống kế tiếp sẽ đối xử với họ như vậy. Đó thực sự là vấn đề rõ ràng các phát biểu này là đề cập đến các đảng viên đảng dân chủ tại sao những tuyên bố liên tục loại này lại đáng để chúng ta mổ xẻ thực tế có nhiều lý do đầu tiên trump đang hứa hẹn lạm dụng hệ thống ông đang nói về việc cố ý truy tố những kẻ thù chính trị mà ông cho là không đúng không phải vì họ làm gì sai mà vì ông bị buộc phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình và cảm thấy cần phải trả thù nói cách khác trump đang hứa hẹn với cử tri rằng Ông sẽ phạm những hành vi có thể bị luận tội. Lý do thứ hai, Trump đã từng cố gắng làm điều mà ông hứa sẽ làm trong tương lai gần. Khi còn tại vị, ông đã cố gắng sử dụng cơ quan thực thi công lực liên bang để hy vọng truy tố các đối thủ mà bất kể lý do. Những nỗ lực đó đã thất bại, nhưng Trump dự định sẽ rút kinh nghiệm từ những thất bại đó và đạt được thành công lớn hơn trong nhiệm kỳ thứ hai. Thứ ba, nếu từng có thời điểm nào mà các nhà lãnh đạo Cộng hòa cảm thấy không thoải mái với ý tưởng Trump lạm dụng quyền lực tổng thống để trả thù kẻ thù chính trị trong nước thì thời điểm đó đã qua rồi. Ngày nay, nhiều chính trị gia Cộng hòa nhiệt thành ủng hộ các vụ truy tố trả thù dựa trên những thuyết âm mưu vô lý. Thứ tư, lý lẽ của Trump thật đáng kinh ngạc. Theo cách ông nói, công bằng là công bằng. Vì ông bị các đối thủ truy tố nên ông có quyền trả thù nếu được trở lại nắm quyền nhưng đó không phải là cách hoạt động của hệ thống nếu một cảnh sát bắt giữ một tên trộm bị bắt quả tang khi đang đánh cắp một chiếc xe không có nghĩa là tên trộm đó sẽ có lý do chính đáng để cố gắng bắt giữ lại cảnh sát sau này kẻ tình nghi không thể ra tỏa và lập luận rằng cảnh sát đã khơi mào mọi chuyện trước và lý do cuối cùng trump đang chứng minh joe biden đã đúng tổng thống hiện thời và chiến dịch tái tranh cử của ông rất muốn lập luận rằng Trump là một kẻ độc tài, người có ý định phá hoại hệ thống tư pháp của chúng ta và từ bỏ chế độ pháp quyền. Càng nhiều lần Trump nói về việc truy tố các đối thủ mà bất kể lý do, ông càng chứng minh Joe Biden đúng. Quỹ đầu tư của Jared Kushner đang nắm giữ cổ phần trong Mosaic, một công ty tài chính năng lượng sạch hưởng lợi từ đạo luật khí hậu của Tổng thống Joe Biden. Trump và đồng minh đã cam kết sẽ dỡ bỏ đạo luật giảm lạm phát nếu Trump trở lại tòa Bạch ốc, điều này có thể gây tổn thất lớn cho con rể của Trump và là cựu cố vấn Bạch ốc, Jared Kushner, người đã đầu tư hàng triệu đô la vào các dự án năng lượng mặt trời tại Mỹ. Quỹ đầu tư Affinity Partners của Kushner đã đặt cược vào sự tăng trưởng của năng lượng xanh bằng cách đầu tư mạnh vào công ty tài chính năng lượng mặt trời Mosaic ở California. Cổ phần của Affinity trong Mosaic chiếm trên 10% và quỹ này cũng có một ghế trong ban quản trị của công ty. Theo một người được yêu cầu giấu tên để tự do nói về danh mục đầu tư của công ty, tổng số vốn đầu tư của quỹ này lên đến hơn 100 triệu đô la. Quỹ Affinity cũng dẫn đầu một vòng huy động vốn 200 triệu vào năm 2022 cho Mosaic. Công ty đã cấp hơn 14 tỷ đô tiền vay cho các hộ gia đình. Trái ngược với Trump, Kushner đã đặt niềm tin vào năng lượng sạch. Mặc dù Trump đã phản đối năng lượng xanh trong nhiều năm qua với những tuyên bố không có căn cứ như việc tua bin gió gây ung thư và làm cá voi bị điên, hay cảnh báo rằng xe điện có thể gây thảm sát cho ngành công nghiệp xe hơi. Mặc dù Trump ít nói về năng lượng mặt trời, ông đã cam kết ngừng toàn bộ chi tiêu dưới đạo luật giảm lạm phát, luật khí hậu năm 2022, vốn thúc đẩy sự bùng nổ năng lượng xanh ở Mỹ không rõ bao nhiêu tài sản cá nhân của Kushner, nếu có, có thể gắn liền với dự án năng lượng mặt trời. Theo báo cáo của New York Times, quỹ của Kushner đã thu hút một loạt khoản đầu tư từ bên ngoài nước Mỹ, bao gồm tiền từ các quốc gia dầu mỏ Ả Rập Saudi, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập. Kushner đã đầu tư vào Mosaic khi các nhà lập pháp đang hoàn thiện đạo luật giảm lạm phát. Luật cuối cùng được Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 8 năm 2022, bao gồm các khoản tín dụng và khuyến khích năng lượng sạch ước tính khoảng 370 tỷ đô, dẫn đến sự bùng nổ trong các dự án năng lượng mặt trời và gió. Ước tính mới nhất của Ủy ban Liên hợp về thuế cho biết các khoản tín dụng thuế có thể lên đến gấp đôi số tiền đó. Kể từ khi luật được thông qua, các khoản vay năng lượng sạch của màu đã gần như tăng gấp đôi. Nó có nghĩa là quỹ đầu tư của Kushner có nguy cơ mất tiền nếu Trump đắc cử và xóa bỏ sự hỗ trợ của chính phủ đối với ngành công nghiệp năng lượng sạch. Trump đã cam kết sẽ là một nhà độc tài trong ngày đầu tiên nhậm chức để thúc đẩy nhiên liệu hóa thành. Ông cũng gọi đạo luật giảm lạm phát là tăng thuế lớn nhất trong lịch sử, và đồng minh của ông đã xây dựng một kế hoạch chi tiết để loại bỏ các khuyến khích năng lượng sạch của đạo luật này theo hồ sơ gần đây nhất của công ty gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tháng 3, Cashner's Affinity gần như được tài trợ hoàn toàn bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Quỹ này còn đầu tư vào một công ty cho thuê xe hơi của Estrin, một công ty của Đức chuyên sản xuất thiết bị tập thể dục và là nhà điều hành thương hiệu Burger King ở Brazil. Theo tờ Times, phần lớn số tiền của Affinity tương đương 2 tỷ đô đến từ quỹ tài sản của chính phủ Ả Rập Saudi trong khi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mỗi nước đóng góp 200 triệu. Việc đầu tư của Kushner vào Mosaic cho thấy một xung đột lợi ích tiềm ẩn khi Kushner có các lợi ích tài chính đáng kể trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và với các quốc gia khác nhau. Nó có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của Trump nếu ông tái đắc cử, tạo ra lo ngại về việc Kushner có thể tận dụng công việc tại tòa bạch ốc thêm lần nữa cho các khoản đầu tư nhưng hiện tại rõ ràng là đầu tư năng lượng mặt trời của Kushner đối mặt với Trump 2.0. Và đến đây, chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thùy Linh xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào sáng ngày mai.